Nếu mọi người vừa muốn giảm cân lành mạnh, lại vừa muốn ăn ngon nhưng mà vẫn phải tính được calo thì hoàn toàn có thể tham khảo món bánh tráng cuộn bơ cá hồi từ app hỗ trợ giảm cân Easy nhé. Trong app thì đã tính sẵn định lượng các nguyên liệu, có hướng dẫn cách làm chi tiết và cụ thể rồi, cộng thêm có cả calo cho món đó luôn. Thế này thì tiện quá nhỉ. Tuy nhiên là mình cũng sẽ thay đổi một xíu siêu theo sở thích của mình nhé. Món này thì không cần nấu hay sinh nhật gì luôn, làm rất là nhanh. Mình sẽ thay thế bánh phở bằng sữa chua Hy Lạp, nó sẽ giống như là một lớp phô mai siêu ngậy cho món này vậy. Việc cần làm chỉ là cho các nguyên liệu vào bánh tráng và cuộn lại mà thôi. Xong rồi thì mọi người xem mình đã làm giống như trong áp Ngoài món này thì ít gì còn rất là nhiều những món khác thuần việt hơn và hợp với khẩu vị người Việt hơn. Thậm chí có những món ăn mà các gia đình hay ăn nhưng mà qua áp thì có thể biết được calo của các món đó luôn. Xong rồi là còn có cả các chế độ ăn để phù hợp với từng mong muốn và mục tiêu của mỗi người nữa. Ví dụ như mình ăn uống ít lên thì mình sẽ chọn chế độ ăn ít lên với một nghìn bốn trăm calo. Ăn món gì hay là uống nước, thậm chí đi đạp xe thì mình cũng sẽ ép vào app để check calo một ngày. Sau mấy tháng sử dụng ít gì thì mình đã thấy áp hoàn thiện hơn rất là nhiều bằng cách thấu hiểu thói quen người dùng để nâng cấp thêm nhiều tính năng hơn với giao diện dễ dùng hơn. Thêm cả các bài học về dinh dưỡng, tập luyện để chúng mình có thể đọc mỗi ngày nữa đấy mọi người dùng ít gì chưa thì có thể chia sẻ trải nghiệm với mình nha